Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Hôm nay thì em muốn review cho các bác một chiếc xe bán tải máy dầu nhập Thái, một chiếc xe bản full kịch của dòng Ranger. Đấy, Ford Ranger Whitetrax sản xuất năm 2015. Một chiếc xe sử dụng động cơ máy dầu 3.2 full kịch đường tàu với option thì miên man luôn nhé các bác nhé. Con này thì zin cả xe, biển số tỉnh Quảng Ninh 14C13939. Và chiếc xe này với cái giá tiền vô cùng yêu thương. Vâng, với giá tiền các bác chỉ có 1.655 triệu đồng, các bác sở hữu ngay được một chiếc xe bán tải số tự động 2 cầu, khỏe khoắn, chắc chắn. Đấy, form dáng cực kỳ đẹp. Và đây là một chiếc xe màu cam bắt mắt, trẻ trung năng động. Vâng, rất thích hợp những bác nào muốn cái sự phá cách. Và đây là đặc biệt là một bản xe full kịch. Đấy, ngoại thất bên ngoài của xe thì rất là đẹp. Form dáng cứng, kiểu dáng luột là, không gian nội thất rộng rãi, tải trở cao. Và con này thì nói chung là vua của bán tải Việt Nam rồi, dòng máy dầu thì quá là chất rồi. Vâng, một chiếc xe thương hiệu đến từ Mỹ, Ford Ranger, đấy, phiên bản Whitetrax. Vâng, và chiếc xe này chính chủ biển số Quảng Ninh 14C13939. Những ai yêu thích chiếc xe này hãy cùng Vũ Duy Auto đồng hành để cùng xem chi tiết từng phần của chiếc xe, để xem là nó còn mới như thế nào. Chiếc xe này lăn bánh được 11,8 các bác nhá, 11,8 thôi. Xe rất là luật là, đấy, tôn vỏ sơn si căng đét đẹp luôn. Tỷ lệ sơn zin của chiếc xe thì còn 70% các bác nhá. Vâng, không tính các cái phần va quẹt xước sát thì xe bao cam kết cho các bác là không có đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, máy số còn zin. Đây, và quý vị các bạn có thể nhìn đầu tiên là logo Ford của chiếc xe. Logo nổi bật, mặt cắt lăng xịn sò. Đấy. Và cản trước của xe thì được bố trí rất nhiều cảm biến tiến, cảm biến phía trước, cảm biến va chạm hai bên. Khi mà các bác đi các vùng chật hẹp thì rất là ok, yên tâm, không phải là nghĩ ngợi lỗi lầm gì nhá. Đấy, xe vừa về cửa hàng ở em Vũ Duy Auto. Và đèn của chiếc xe là sử dụng công nghệ đèn halogen bắt bi cầu. Đấy các bác nhìn này. Đèn pha là sử dụng đèn bóng bi cầu. Thế còn đèn dưới halogen 35W nha các bác nhá. Đấy, công suất vừa phải. Đó. Không gây chói người đằng trước, tuy nhiên là độ sáng thì rất là rộng rãi luôn. Thế còn đèn bi cầu của chiếc xe là sử dụng đèn bi cầu đa điểm. Đấy, nó phân tán ánh sáng rất rõ ràng nên là cái sáng trong đêm đi rất là tuyệt vời luôn. Dễ dàng quan sát và các bác yên tâm. Đấy, bầu đèn đây ạ. Bầu đèn nét căng, mắt đèn đẹp. Và cabo thì các bác nhìn này, cabo cân đối nhá, không có lệch lạc gì cả. Vâng, bao cam kết cho các bác rồi, không có đâm đụng tai nạn ngập nước. Lốp của chiếc xe thì chiếc xe này sử dụng 4 quả lốp Duro Brickton. Vâng, và lốp này cũng là lốp mới 2019, thay lần thứ 2 rồi. Đây các bác này. Đấy, lốp 2019 và dòng này thì sử dụng vành la răng 15 inch à 18 inch nha các bác nhá. La răng 18 inch. Đấy, 6 chấu la răng 18 inch của Ford. Phanh đĩa trên cả 4 bánh ABS an toàn. Và thưa quý vị các bạn là quý vị các bạn nhìn này, rãnh lốp này còn rất là đẹp luôn. Rãnh lốp dày chắc chắn. Cua lốp đây. Và các cái phần bên trong của xe đây. Đấy, các bác nhìn này. Nó vẫn còn luột là luôn nhá. Đấy. 2015 thì thực sự là các bác bảo nó zin thì không thể zin được rồi. Tuy nhiên là về độ chất thì vẫn có thừa. Đấy, bậc để chân rất chắc chắn luôn. Đó, bên này cũng thế ạ. Vâng. 4 quả lốp của xe này thì đều là lốp 2019, thay một phát 4 quả luôn các bác nhá. Thay một phát 4 quả luôn. Đấy. Và dàn lốp thì cũng rất giá trị luôn. Khung gầm sắt xi thì đẹp. Đấy, không có han mục gì cả. Về các bác chỉ việc đi và con này thì đã được phủ gầm rồi. Dòng này thì em chỉ muốn khuyến cáo cho các bác là các bác xem khung gầm, đặc biệt là khung gầm và phần máy. Đấy. Còn những cái phần chi tiết khác mình chưa cần quan tâm. Đấy, bên này đó, lốp này, cua lốp này, khung gầm đây. Đấy, đã được phủ hết rồi. Về các bác cứ việc đi thôi, không phải nghĩ ngợi, không phải làm gì. Đấy, bên này này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, đều đặn luôn. Đó. Vâng. Con cái dòng này thì được cái là có cái quả gương chiếu hậu rất là to. Đấy, kết hợp xi nhan, khả năng quan sát cũng rất dễ dàng, lại tăng thêm cả gương cầu lùi, khả năng quan sát cho các bác càng tốt. Tay nắm cửa thì không mạ chrome nhưng mà mạ phần ghi màu ghi. Rất là sáng và láng luôn. Đấy, cửa đóng rất chắc chắn này, keo chỉ này. Các bác nhìn keo chỉ của xe nhá. Keo chỉ đẹp đều, không lỗi lầm. Đấy, keo chỉ này, luật là luôn, zin luôn. Tappy sạch sẽ. Đấy, tappy rất sạch luôn. Đấy, khóa chốt điện tại vị trí và có bấm lên xuống kính ở đây nhá các bác nhá. Còn bản lề đây, các bác nhìn này.
bản lề này, ốc ác chuẩn chỉ, chưa hề có lỗi lầm. Dòng xe bán tải Ford Wildtrak là một dòng xe được mệnh danh là vua bán tải, rất nhiều người sử dụng và lựa chọn. Và đây là một chiếc xe bản full kịch bán tải luôn các bác ạ. Vâng, dòng xe có thể gọi là đắt nhất sau mỗi Raptor rồi, sau mỗi Ford Raptor. Đấy, còn đâu là những cái dòng Wildtrak này cũng được rất nhiều người ưa chuộng. Và ghế của chiếc xe thì nó không phải là da cả mà nó lại là phần vải, vải kết hợp với da, thì ngồi những cái như thế này thì nó sẽ không bao giờ nóng lưng cho các bác. Bệ tì tay dành cho những chuyến đi đường trường. Và đây, tay cần số này của nó vẫn còn luồn là luôn. Đấy, phần trên này thì là sử dụng da ốp bọc nhá các bác nhá, da bọc và nó vẫn còn đẹp. Đấy, có túi khí cho các bác. Và chiếc xe này thì nó có sử dụng đến 6 túi khí, 2 túi khí ở hai bên cho người tài người phụ, và 2 túi khí ở ghế đây và 2 túi khí ở bên sườn này luôn. Đấy, các bác yên tâm đi những dòng xe này thì cực kỳ an toàn luôn. Đấy, bậc thảm bậc bước để chân quay chắc này, sàn này. Đó. Cửa đóng mở rất là chắc chắn luôn, keo chỉ zin cả xe. Bao cam kết cho bác không có lỗi lầm, xe đẹp, nét căng. Đấy. Nội thất này. Nội thất da tươi mới này. Đấy, bệ tì tay này. Đấy. Vâng, và trần của xe thì là trần màu tối nha các bác nhá. Màu tối của hàng Ford. Vâng, cái dòng này thì nó vẫn có một cái nhược điểm, đó là không có cửa gió vùng điều hòa phía sau. Tuy nhiên là cái khoang hành khách thì nó cũng hơi ngắn, nên mà cái khoảng gió điều hòa thì sẽ phả trực tiếp từ cái vùng kia về đây, thì cũng rất là yên tâm, không phải lo đến chuyện nắng nôi gì cả. Thế còn gầm thì sao? Em sẽ quay gầm ở đoạn này cho các bác nhá. Các bác nhìn gầm này. Gầm của xe thì vẫn còn rất là đẹp, gầm sáng sạch sẽ, không có lỗi lầm, không mục mọt, không han mục này. Đấy, dẫn động hai cầu nhá các bác nhá. Con này sử dụng hệ dẫn động hai cầu. Ford Wildtrak là một bản full kịch của dòng Ford, và riêng cái dòng này thì máy dầu của nó thì cực kỳ chất luôn. Máy dầu rất chất luôn. Em quay tiếp bên này cho các bác xem. Đây, các bác nhìn này. Vâng. Các bác có thể lựa chọn ở rất nhiều các cái đơn vị cung cấp bán xe chuyên nghiệp. Tuy nhiên ở bên Vũ Duy Auto thì đảm bảo cho các bác bằng uy tín của cửa hàng. Địa chỉ của em tại Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng nhá. Những bác nào mà thích những cái dòng xe này thì mời các bác hãy qua cửa hàng của em. Bên này thì hệ thống đèn của xe thì sử dụng núm điều chỉnh và sử dụng đèn cao cấp luôn các bác nhá. Đấy, phím điều chỉnh này, đèn cao cấp chỉ có vặn này thôi. Thế còn điều chỉnh độ sáng đèn này, sáng thùng sau này. Và đây thì đặc biệt là các bác có thể để ý cho em là có cruise control, điều khiển ga tự động khi mà mình đi đường cao tốc, đường trường mà không phải muốn đạp chân ga thì sẽ sử dụng cái này. Nhưng hầu như là cao tốc, em khuyến cáo là các bác đi cao tốc hãng dùng đến cái này nhá. Thế còn những cái phím điều khiển option ở đây thì rất là nhiều, có điều khiển giọng nói, âm thanh đầy đủ. Đấy. Gạt mưa, gạt kính đầy đủ luôn. Thì các bác yên tâm, những cái dòng xe như thế này thì nó rất là bền bỉ, đặc biệt là con này thì sử dụng màn hình sinh 2. Đấy, em sẽ đề nổ chiếc xe này lên cho các bác để các bác cùng nghe và cùng kiểm tra khoang máy. Con này thì nói các bác là lúc nãy để lâu hay là nó có một chút gọi là yếu ắc quy, nhưng mà vừa nãy em chạy một lúc thì nó đã nạp đầy ắc quy rồi, thì nó cũng yên tâm. Đây là màn hình sinh 2 của xe nhé các bác nhá. Màn hình sinh 2 đấy, có kết hợp camera lùi, có cảm biến xung quanh xe. Đấy, là các bác yên tâm. Đồng hồ hiển thị đây, đồng cái cổng USB cũng như là cổng SD. Rồi hệ thống cài cầu của xe này các bác này, khóa cầu sau này, hỗ trợ dừng đỗ, đổ đèo ngang dốc, hỗ trợ chống trơn trượt các bác nhá, đầy đủ khóa ở đây bằng điện. Và đây là núm chỉnh cầu. Đấy, có cầu chậm, cầu cao, cầu một cầu tốc độ cao, hai cầu có tốc độ cao và đặc biệt là hai cầu tốc độ thấp. Đấy, các bác nhìn đó, khi mà các bác đi đường đèo núi thì cứ thế này mà dễ này là ok luôn. Đấy. Thế còn đường dốc thì các bác chơi 4H nhé, còn đường bình thường thì cứ 2H mà diễn thì nó đã tốn dầu hơn. Thế còn màn hình sinh 2 thì nó cũng điều khiển tích hợp rất nhiều chức năng hiện đại ở trên chiếc xe này. Thì cái này thì các bác về có thể tìm hiểu thêm ở trên xe. Đấy, hệ thống điều hòa điều chỉnh tự động luôn các bác ạ. Đấy, và các bác nhìn táp lô nhá, gương chiếu hậu chống chói này, cao cấp luôn. Đấy, đèn xe này, đấy, đèn xe đầy đủ, đèn trần đây. Đấy, tất cả các chức năng của xe vẫn hoạt động hoàn toàn ok, bình thường hết. Và các bác ấy, nước lôi phun, gạt mưa gạt kính ok luôn. Tuy nhiên là cái dòng này thì nó vẫn sử dụng tay phanh các bác nhá. Tay phanh an toàn, không sử dụng phanh tay điện tử. Đấy, đời 2014-15. Thế còn hộc đồ đây cho các bác này, rộng rãi vô đối luôn, để rất nhiều đồ luôn. Đây. Cái dòng Wildtrak thì bao giờ nó cũng có đặc trưng, nó là chỉ sử dụng chỉ cam. Chỉ cam với nội thất tông màu cam, pha đen, rất là đẹp. Đấy, thế còn bản lề này, các bác nhìn nhá, các cái chi tiết của bản lề đây.
Em sẽ đi cùng gương cụp xe này. Em sẽ cùng quý vị các bạn đi lên khoang động cơ để cùng kiểm tra xem là khoang động cơ nào. Đấy, gương chiếu hậu cụp xe đầy đủ các bác nhá. Các chức năng rất là hiện đại luôn. Kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn ok bình thường. Đấy. Đang kéo kính này. Kính này có vẻ nói các bác là hơi bị chậm một chút. Và đặc biệt là chiếc xe thì có giá nóc nha các bác nhá. Giá nóc để đồ đây. Ta sẽ cùng ra khoang máy. Đấy các bác đứng đây như là chỉ nghe hơi tiếng hơi tích tích một chút của cái động cơ máy dầu thôi, chứ còn thực tế con này máy rất êm luôn. À. Đấy, động cơ máy dầu Ford nhá, Durator TDCI. Vâng, cái dòng này thì nó áp dụng là động cơ cao cấp thế hệ hàng cao rồi. Thế nên là cái máy này nó chạy rất là êm và chắc tiếng khỏe. Có turbo này các bác này, có turbo nhá. Đấy, có turbo đầy đủ. Và chiếc xe này thì nó sử dụng hệ thống lái điện rồi các bác ạ. Vâng, lái điện. Đấy, con này sử dụng lái điện nữa các bác nhá, không phải lái dầu. Đấy. Và các bác để ý là các cái phần của xe thì khô ráo sạch sẽ. Máy số thì chạy rất là êm. Đấy, động quy ắc cơ ắc quy Đồng Nai. Đấy, bên này đấy là phần sườn này. Sườn đầu đây. Đấy, tai đèn của em còn nguyên nhá. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Xe rất là đẹp, đều. Đó. Bên em thì buôn bán rất là nhiều năm rồi. Thế nên là các bác nào mà muốn quan tâm thì hãy cứ alo cho em hoặc đến cửa hàng của Vũ Duy Ô Tô qua địa chỉ là Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng nhá. Bên em có siêu thị ô tô rất là to, to nhất miền Bắc luôn. Đấy, với hơn 200 đầu xe, tha hồ cho các bác lựa chọn luôn. Đấy, máy dầu chạy rất là chất. Đấy, tiếng chắc và không có dầu mỡ bám trên máy luôn. Máy khô nét đẹp luôn. Đấy. À, tuy nhiên là mình vẫn phải kiểm tra theo đúng quy định, đó là kiểm tra xem có hơi thừa hay không. Không có hơi thừa các bác ạ, không hề có hơi thừa nhá. Vâng, máy rất là chất. Đấy, không hề có hơi thừa luôn. Cái dòng này thì động cơ máy dầu thì bền bỉ và chi phí sửa chữa thì cũng rất là đơn giản thôi, không hề đắt. À, các bác mua những cái dòng xe này thì đi rất là yên tâm, lành bền. Vâng. Cái dòng này động cơ Durator TDCI này thì nó áp dụng cho những cái con đầu 2009 đã bắt đầu sử dụng cho những cái dòng Ford bán tải con rồi. Nhưng mà cái dòng này thì động cơ nó bền lắm ạ. Vâng, máy dầu 3.2 Forlanger Whitechuck máy dầu 3.2. Đấy, nội ngoại thất đẹp, tươi mới, màu cam bắt mắt, khỏe khoắn, trẻ trung. Đấy, với khung gầm bệ vẫn còn ngon, không hề có hàn mục nhá các bác nhá. Đấy, ốp sườn đằng sau tai đèn này, đấy, các bác nhìn này. Đấy, và con này thì có nắp thùng là nắp thùng trượt nhá. Đấy, cảm biến lùi đằng sau này. Và đây. Đấy, nắp thùng này. Đấy, sàn thùng rất là đẹp luôn. Người ta không dùng mấy. Con này thì thực sự là chủ cũ người ta chỉ gọi là để nó trưng thôi, chứ còn không sử dụng. Đấy, tai đèn ốc ác đây. Bên này này. Và cái tai dấu này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, tai đèn này, tai dấu đèn này. Đấy. Sàn thùng, nắp thùng trượt. Đấy. Cái này thì nó có kéo điện nữa các bác nhá. Vâng, cái này thì đấy, rất là chắc luôn. Nắp thùng nội. Cái này bác đầu tư lắp thùng nổi cũng được, mà các bác có thể thì thích thì các bác có thể tạo điểm nhấn cho chiếc xe này bằng nhiều kiểu lắp thùng. Tuy nhiên thì bên em thì có sẵn lắp thùng như thế này đây. Để về các bác chỉ có việc đi thôi. Đấy. Forlanger Whitechuck 2015 máy dầu bản phun kịch 3.2 sử dụng số tự động 6 cấp và con này dẫn động 2 cầu, vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa bền, vừa lành, đi đường trường rồi đi đô thị rồi đi đủ các loại địa hình, đồi núi, vượt dốc các thứ là thoải mái luôn các bác nhé. Vâng, em Vũ Duy Ô Tô xin cảm ơn và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác tìm mua cho mình được những chiếc xe ưng ý, yêu thương. Xin chào, tạm biệt. Đấy, bên em thì cửa hàng có nhiều xe lắm. Đây, tiện thì em với các bác sẽ cùng đi về cửa hàng em để cho các bác cùng xem. Sau đó thì bác nào mà thích thì các bác cứ điện thoại cho em đặt xe thôi, em sẽ báo giá chi tiết cho các bác từng xe một để cho các bác yên tâm. Đấy. Cửa hàng em thì xe thì nhiều vô đối luôn. Đấy, cái dòng này xe nó chạy thì thôi rồi. Con này thì đang báo mỗi cái lỗi cảm biến đằng trước thôi. Cái này thì bác nào mà chốt thì em sẽ kiểm tra và chỉnh sửa thay cái đấy cho bác. Cảm biến đằng trước nó đang báo lỗi. Chạy cái dòng bán tải nó gầm cao máy thoáng này đi cũng sướng các bác. Vâng, rất là sướng luôn. Máy khỏe trôi luôn.
Đấy, bên em thì xe rất là nhiều các bác nhá, tha hồ các bác lựa chọn luôn. À, đến hơn 200 đầu xe, đủ các thể loại bán tải rồi 5 chỗ, 4 chỗ các thứ có hết. Và độ chất thì có thừa. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi em Vũ Siêu Tô. À, rất nhiều xe luôn. Xe gì cũng có, bán tải thì đủ các loại từ rẻ hơn 100 cho đến 5-600 có hết. 7-800. Đấy, ok cho các bác luôn. Xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.